Chào các bác, cô chú, anh chị. Lại một cuối tuần nữa. Nhanh quá. Rất là dễ chịu các bác, thời tiết hôm nay rất dễ chịu, mát và kiểu như là mùa thu quá. Cảm giác giống giống heo may ấy. Tất nhiên nó vẫn còn là chưa mà nó vẫn còn nóng nóng nhưng mà dễ chịu, rất là dễ chịu. Dầm bụt liên tục hoài các bác. Không biết dấu hiệu khi nào mà hết hoa đây. Chắc nó phải hết tháng 8 các bạn mới hết hoa được. Đấy, tiếp tục những cái hoa mới ra. Tiếp tục những hoa, những cái nụ mới. Cứ nở hết bông này đến bông kia. Rất nhiều. Đấy, nhà có cây hoa rất là vui. Đấy, các bác nhìn gió này. Gió này. Các bác nhìn gió này. Đấy, giống trời, chân trời, nhìn đường chân trời nhìn giống đi biển không? Các bác nhìn, tả tơi hết luôn. Trên này em gió mạnh lắm, mái tôn rung bần bật. Thì thời tiết dễ chịu, lên hình nó cũng đẹp các bác nhỉ. Với lại cây cối nhìn nó cũng dịu dàng, bắt mắt. Thì hôm nay theo các bác là sang lọc cái cây si này. Cây si mà hôm có đóng thành ba vai các bác. Đóng thành ba vai ấy, có chút thay đổi các bạn, nó lại tháo bỏ cái vai bên này đi rồi. Nhìn thứ nhất là nó cồng kềnh. Tôi tất nhiên ba vai thì nó cũng rất là đẹp nhưng mà ý là đối với những cây to quá tôi thích nó gọn gàng, nó bê vác hoặc là chậu thì nó dễ dàng hơn. Còn to là phải chở quê ấy. Và cái thời cây này thì cái thân, đường thân của cái đoạn đóng vai vào đây nó khá là đẹp. Thì có thể nó là quỳnh trực hoặc trực hoành thì nó gọn gàng hơn. Tôi thích như thế hơn, có thể ba vai có thể sẽ nhiều tiền hơn nhưng mà mình thích những cái gì gọn gàng nhẹ nhàng các bạn, gọn gàng. Đấy, thì tôi lọc cái cây này để các bác nhìn lại xem có nhớ không nhé. Buổi sáng rất là trong lành.
đã vệ sinh thân thể xong các bác. Cái vai trước đóng ở đây này. Đấy, còn có vệt gỡ ra này. Đấy. Cái này mà làm một cái trực cũng đẹp, nhưng mà cái trực nó sẽ lâu hơn. Chắc là làm một cái trực hoành các bác. Đây. Tay phóng đây. Tay 1 đây rồi. Tay 2 đây. Đánh ở từ cái này ra và ngọn đây. Ngọn đây. Đấy. Ngọn đấy. Ngọn đấy hoặc là ở đây to lên, ngóc vẫn âm lên cũng đẹp. Cũng đẹp. Đấy thì có nhiều lựa chọn. Tất nhiên sau nó to, nó kéo cái chỗ này nó bè lên thì lúc ấy nó sẽ thoát cái cổ, nó nhìn nó sẽ khác. Nhưng mà mình sẽ nuôi một số cái điểm ở đấy để sau có nhiều lựa chọn các bạn. Chiếc hoành khá là gấu. Khá là gấu. Đúng mốt anh em bây giờ cũng thích lùn đầm rồi gấu này. Hơi chật nhưng mà không quay được. Mặt sau rất là đẹp. Cái này các bác phải nhìn gỡ bỏ hết cái phân này ra này. Các bác nhìn là nhìn nó sẽ phê. Bởi trước dưới chân trước nó đẹp lắm. Chân càng nó đẹp lắm. Nhưng mà tôi ủ một thời gian để nuôi cái tử đóng này. Nhưng mà cái vai đóng này nhưng mà lại gỡ đi. Thì vẫn còn vùi lấp lại. Cho nên là nó nhìn nó không rõ. Thì bây giờ cái cây này tôi sẽ nghiên cứu cái tay này để sao nó cho nó mềm mại hơn cái tay này một chút. Mềm mại cái tay này hơn một chút. Đấy. Mặt này thì khó vẻ là ok đấy. Nhìn này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa. Ngọn có thể cái này. Mẫm các bác nhìn này. Kéo khiếp lắm đấy. Đang kéo sẹo của xiếc này. Thấy rõ vệt luôn này. Đấy. Thế là vẫn còn chậm nhưng mà xì thì nó vẫn nhanh hơn xanh nhiều. Đấy, có thể đây sẽ có một cái cổ ngọn đẹp vào đây. Đấy. Thân bể nó cũng nhuyễn nhuyễn này, thích. Đấy, thì phần bên này xem nào. Cách nào làm cho nó thấp xuống, làm cho nó hài hòa hơn. Dựng máy lên thì nghiên cứu tiếp các bác nhé, vừa nghiên cứu vừa cắt. Thank you.
lọc thôi, cắt được 3 nhát đi thôi, cắt thì vẫn còn sớm nhưng mà sau còn thay đổi nhiều đấy, cảnh ấy thì cũng còn phải suy nghĩ ấy. Để tôi muốn nó thấp xuống dưới, đây nó bay xuống dưới, còn ở trên này sẽ xây ra, đấy, không nó sẽ hơi vẩy lên, các hiểu ý đồ của tôi như vậy. Tuy nhiên là mình thôi cắt đôi nhát như vậy thôi, cũng chẳng còn gì mà cắt nữa. Thực tế mà nói là nó vẫn đang còn nuôi sớm. Thêm lần nữa các bác nhá, sao tôi muốn nuôi cái này là to bằng cỡ này cắt để trục cho nó chạy ra đây, cái trục chạy ra đây. Cái này nuôi ra đây, chạy ra đây xuống phần âm cho nó thấp thấp đi, trên trên này sẽ xây ra đây, đấy trên này xây ra đây. Các bác nhìn thịt cốt ở đây này, bè ở dưới này rất là đẹp, nhưng mà sau một thời gian nữa thì sẽ quay để các bác xem lại. Đấy, cái tay này các bác nhìn. Đấy, phần trên nhìn xuống rất ok, nó cắt hết bởi vì nó toàn bộ mầm nó là phần mọc phần dương, thế nên nó lại làm càng ngày nó càng vảnh lên. Đấy, mình muốn thấp nó xuống rồi các bác. Cảm ơn các bác theo dõi. Cây này không được hôm nay không có bước gì đột phá, nhưng mà để lọc thế cho nó sáng sủa cây và nuôi những cái mầm cần thiết như thế các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.